thì không ai muốn nhường ngôi lại cho bất kỳ ai. Thế nhưng trong sử sách có chép lại rằng có một vị vua cọng rắn cắn gà nhà Lê Chiêu Thống cởi voi về dạy Mã Tổ, để rồi sống cạnh Tha Vương nơi xứ người. Trích đoạn Trời Nam, tác giả Lê Duy Hành, chuyển thể Đức Hiền. Thái Đăng trong vai Lê Chiêu Thống. Ta truyền các quan an toàn. Nay đã dẹp xong giặc cỏ Tây Sơn, trẫm thiết triều ra ơn ban thưởng, để bù lại những tháng ngày lưu vong giấc giường. Nào, ăn đi, uống đi. Nguyễn Huệ, Nguyễn Huệ ơi là Nguyễn Huệ, ngươi không ngờ có ngày hôm nay trẫm đã dẹp hết bọn giặc cỏ chúng mày, còn ngươi ngươi không thoát được ta đâu. Chết! Công chúa Ngọc, pháp bất dị thân, ngọc hơn theo giặc, xử ngài tức khắc. Chờ ngày ta khôi phục cơ đồ, ta sẽ cho vợ chồng các ngươi đồng phu, đồng phu nằm chung một buồng. Nguyễn Huệ, cuối cùng khi số ngươi cũng đã tận, giang sơn này rồi sẽ về tay ta. Chấm suốt đời trộm phận tôi con. Lòng thúc phụ
mỗi một tháng năm, nỗi tim tháng năm về quê kinh, ta lại nhớ Thăng Long, nhớ Hồ Hương, nhớ Đức Thái Tổ dựng công. Yeah.
với đất nước. Ta không xứng đáng làm vua. Ta không xứng đáng làm vua. Chính ta tự cách sơn hà, mảnh thân chiếc lá biết về.